tiêu rồi trời. Má ơi, cái kỷ mới gớt đâu đây mà mất tiêu vậy. Má. Ừ là trời. Má đâu rồi? Vậy. Con về nè má ơi. Tao nè. Ủa, làm gì này hả? Đừng cứ gớt cái bao tay nó kiếm hoài không thấy con kia, không biết tại đâu rồi. Ôi là trời. Dẫn bạn về nhà chơi. Thằng fan ruột của con. Bạn hả? Dạ, thằng fan fan ruột. Cái gì vậy? Hả? Hả? Làm gì vậy? Bộ quen biết nhau à hả? Đâu có, lần đầu tiên gặp luôn á. Tao mới gặp mẹ mày lần đầu tiên mà. Rốt con gặp phim ruột. Rốt con hả? Dạ. Thì là lần đầu tiên mình đây gặp bên đó. Dạ, mẹ mẹ tôi á. Dạ, nhà bác. Ừ. Đợi đợi mẹ xíu nha. Hai mẹ mày. Coi nó gì đang ăn uống gì không mẹ ơi? Hai mẹ mày xì điên quá. Cái gì? Hai mẹ mày xì điên quá. Ê! Nhìn cậu đi. Nhìn cậu đi. Nhìn cậu đi. Nhìn Mẹ xuống mẹ nấu cho ăn. Con ra gà 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 chấm ớt thì bác em. Cái gì á? Bác anh thịt gà nha. Ờ, cái gì mà nhớ mẹ lắm vậy. Ra đau lưng quá, ra đau lưng rồi. Ô, mẹ mày nè, mẹ nè, mẹ nè, mẹ nè, mẹ ơi mẹ mày với ngã đi, tao đỡ mẹ thôi chứ có gì đâu mà mày không được rồi mà tao nói mày là nó ngọt mà cái có đặng thế nào đâu ngọt ngọt ngay luôn thiệt. Tao nói mày nó nhìn con nhỏ nó ngọt ngay luôn mà, nó giúp mày làm gì? Nhìn một cái tao nói mày á là nước miếng nó mòn, trời ơi trời. Anh làm gì trời? Ăn với bạn nha. Mẹ xuống mẹ. Mần gà. Coi mày ngọt dữ lắm thiệt mà. Trời ơi, mặn lắm luôn. Mặn dữ dằn. Thiệt ngọt chát. Nghe nè. Trời ơi mà mẹ mày làm gì trời? Ê mẹ mày nhiêu tôi? Hả? Mẹ mày nhiêu tôi? À, ôm 40, 40 mấy. Trời ơi, rồi, nuốt cho nó mày nuốt trôi luôn. Chữ vậy tới cho khó đắng, mặn chát luôn. Tao nói mày nghe tao mặn. Ngọt, tao nói ngọt mà, ngọt. Cũng mà mặn cái gì hết. Ngọt, nuốt một kẹo quên lấy chén rồi. Nuốt một sọ chén đi em. Cái gì trời? Trời, sọ chén đi. Ủa bác có nấu gà ngon như vậy bác? Mày mà làm cái gì trời? Xuống đây đi, xuống đây chén đi em bạn ơi. Tốc độ đi, tốc độ đi, tốc độ đi. Bên đó có người yêu chưa ta? Thì con cũng con gì con thì anh cũng chưa có người yêu rồi, không biết bên đây thì con đứa con rồi đó thì biết rồi, nhưng mà lâu rồi có tiếp xúc với chồng. Ừ, vẫn là nhà thờ cũng ngồi nữa. Ờ, ha, cũng nghe ngang kể mà quên, nó quên. Ờ, à, mấy con ngồi đây con chơi nha, chứ ngồi chơi với Nga nha, đi lấy chén lên bạn rủ bạn. Dạ, lấy chén thì chè. Đi ra sao mẹ nói rồi? Lấy hay con không có thấy. Rồi, rồi. Độ đi, tốc độ đi. Mới làm gì cơ? Cô làm cho ông cứu nội ơi, cứu nội. Ê, không được nha, không được nha, không được nha. Rồi, về đây. Vì sao mẹ mày như vậy? Trời, con bay cuốn tao. Mẹ của mày nữa. Tao tin mẹ. Được. Tao là phải 18, 19, trời ơi trời, mẹ mày bốn mấy năm chục rồi. Nhưng mà cái đó vừa ăn. Tao nói cái chuyện đó là vừa ăn mà. Cái gọi gì cái chuyện nãy đó, trời ơi nghĩ gì? Đúng rồi, vừa ăn. Nghe, vừa, đúng ngọt. Rồi. Vừa ăn. Ngọt. À. Mày đâu nhà đó vậy? Cửa này. Mày hổ mày. Cái gì vậy? Mày hổ mày, sáng ghế đầu mày quá chạy. Trời ơi, mày đi đâu cái món nhặt cái gì mà làm gì chạy? Xuống tao lấy ra tao đi nữa mày. Mày cha tao đấy. Thì đúng rồi đó. Tao cha mày đó. Từ nãy vậy sao cuộc đời mày mày kêu tao bằng cha rồi đó. Anh ơi, chị em sao ra sớm vậy? Thì em mệt quá, anh về sớm. Ủa, về rồi đó hả? Nãy về 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 dạ ba chưa? Con trai mới về kìa. Trời ơi. Ở đây nó quá trời hổng mày mày. Hổng gì, nó hổng gì với anh? Nó kêu anh bằng mày không à? Trời đất ơi. Sao con gì kỳ vậy hả? Gì đó trời. Sao con hổng với lại cha của con? Mẹ chưa nói cho con biết là kể từ ngày hôm nay con phải gọi Quân là ba. Đúng rồi đó con trai. Ê trời. Làm gì trời?
Trời nào mà ngó xuống cứu mày. Mày có nghe con không? Đi ra làm sao lấy nước cho ba uống nè. Mày có mà mẹ. Bạn chưa mẹ. Ngày xưa là bạn thôi, bây giờ là mày con của tao. Kêu ba cái ơi. Chị nói trời. Cái gì vậy? Kêu ba cái coi, ba kêu con nãy giờ con không nghe hả? Kêu ba đi, ba thương, ba cưng. Mày làm gì vậy hả? Chị Kinh Phong hả? Không có chấp nhận gì cái sự à. Cái này cũng bạn của mày á. Bạn bạn chứ giờ đi giờ thì mẹ về mua tôi đậu với hợp. Mày có nghe câu không? Từ đến nhau thôi. Tình yêu xét đánh. Đúng rồi. Hôm nay là xét đánh đúng trúng tim đen của tao à. Nè, ngay từ cái ngày đầu tiên mà con dẫn bạn con về dẫn anh về là tình yêu xét đánh của mẹ với lại Quân rồi. Dĩ vậy ha. Đúng rồi. Là xét đánh luôn ha. Ủa? Xét đánh chung cái bạch luôn ha. Nghe cái đồng luôn. Dữ vậy ha. Mày giữ không? Mày giữ không? Đi xuống dưới lấy nước cho cha uống kìa. Nhanh lên. Mày lại ăn chai cưng của ba. Gì nữa trời. Tốc độ đi, tốc độ đi. Chạy không? Chạy gán đi sang năm lễ đứa em cho mày. Làm ơn gì vậy? Không lẽ giờ mẹ bước thêm bước nữa con không vui? Không vui. Không. Mẹ thì bước nữa rồi cái vấn đề của mẹ con không biết. Nhưng mà cái này là cái... tập quen đi con. Cái gì con trai con tập quen con. Thì bây giờ làm cha con rồi đó thì bây giờ gán đi tập quen đi. Trời ơi. Đi xuống dưới đây nó lẹ lên. Mày đi đứng đó hả? Mày đứng đó. Cái chừng mày dám hổn với ba được không? Hổn với anh của em ơi. Không. Chạy đi từ từ dạy lại nha. Ừ. Ô là cho. Thôi vô chồng mình kiếm đứa nữa nè. Quá trời thì ghét rồi. Đi về. Cái gì cơ mất dạy. Mày làm gì mẹ tao? Làm gì mẹ mày? Mày làm gì mẹ tao? Mày nay mày con trai tao đó nha. Mày bớt nói chuyện mắc chạy bú láo rồi nha. Khứa này trời. Khứa không? Mày khứa không? Mày khứa lỗi bát đầu đúng không? Ê, tao đừng nói chuyện đàng hoàng thôi nha. Đang tiếng nữa tao vô nói mẹ mày liền á. Đi đâu? Điên quá, tao đừng nói chuyện đàng hoàng với mày nè. Nói gì nói? Bí quyết của mày là cái gì? Vậy đó. Vậy đó. Là giữ gì nha. À, vậy đó. Mấy bữa nào về nhà mày chơi đi nha. Chi mày? Ừ, hả? Làm gì? Mày về nhà tao làm gì? Em bố ông mày mẹ mày cái gì? Đó. Là sao? Ừ, gì đó. Đó là sao? Thì thật ra là thì tao với mẹ mày cũng đó. Đậu xanh rau má nói là mày với mẹ tao là. Ê, mày cho tao được mà tao với mẹ mày không được hả? Tao vì tao cũng quen trước. Rồi bây giờ mày kêu mày nghĩ mày quen trước tao không? Còn lại tao kêu mày ba. Rồi không để tao kêu mày ông ba. Thì vậy đó. Trời ơi mày. Nhà nó ở đi. Ừ. Vô làm cái cuối rồi. Tao đi qua nhà mẹ mày nha.